Xin chào quý vị và các bạn Minh Hải miền Đông hôm nay tiếp tục sẽ gửi tới các bạn với một câu chuyện nói về mẹ chồng nạn dâu Và chủ đề câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mong quý vị và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi về câu chuyện này Thưa quý vị, trước khi bước vào câu chuyện này Tôi mong quý vị nào đam mê truyện ma kinh dị, hãy qua theo dõi, ủng hộ đăng ký kênh Truyện Ma Miền Đông của tôi. Tôi rất chân thành cảm ơn. Sau đây kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Vừa ôm chồng khóc mà tôi vừa nghĩ chẳng lẽ trên đời này mẹ chồng không thể thương con dâu như con đẻ được hay sao tôi thuộc dạng ít khi xem phim ngôn tình ít lên mạng đọc mấy câu chuyện gia đình hạnh phúc nọ kia vì tôi luôn thấy ghen tị với những cô con dâu số hưởng được gả vào nhà có mẹ chồng tốt bụng mà chẳng nói đâu xa ngay hàng xóm nhà tôi có hai chị gái cực may mắn cưới đúng hai anh chồng tâm lý mà bố mẹ chồng thì tên cả tuyệt vời Nhìn lại mình Tôi nghĩ chắc kiếp trước Tôi tu thân không đến nơi Đến chốn Nên mới vớ được quả mẹ chồng Kinh hồn bạc vía Nếu người ta có mẹ chồng quốc dân Cưng kiểu con dâu như con đẻ Thì nhà tôi ngược lại hoàn toàn Mẹ chồng tôi tính ra Cũng không giả lắm Bà đẻ con sớm Nên bây giờ có cháu nội rồi Nhìn vẫn rất trẻ trung Bà ăn diện ra đường Ai cũng không tin là bà mới 46 tuổi dáng bà cao ráo như người mẫu Da trắng tóc đen Tôi chỉ đứng cao đến đách bà Nên hồi đầu khi chữa đẻ Tôi suốt ngày khóc nấc Vì mẹ chồng bĩu môi chê Lụn như cô Thì cháu tôi đẻ ra nó cũng thiệt thòi Hỏng hết cả ghen đẹp nhà nội Tôi lấy chồng xa Nên cách nấu ăn có phần khác biệt Mấy tháng đầu mới về làm sâu Tôi phải hỏi mẹ chồng từng ly từng tí Để nêm nếm gia vị cho hợp Ghi chép cả công thức nấu ăn Theo kiểu quê chồng Dù cố gắng nhập ra tùy tục Nhưng có vẻ tôi làm gì Mẹ chồng cũng không ưng ý Có bữa bà đổ thẳng nồi canh tôi nấu cho chó ăn Rồi lạnh lùng nói cơm tôi nấu Chẳng nuốt tôi được Bà còn dưa quyển sổ dính đầy dầu mỡ của tôi ra Cười khinh bỉ nói tôi là nhà quê rốt nát 25 năm trong cuộc đời Tôi chưa từng ăn cơm chăn nước mắt nhiều như thế Đêm nào tôi cũng ôm chồng khóc Cũng may là anh rất thương tôi Nên ăn ủi vợ liên tục Còn bảo tôi cố gắng chịu đựng thêm 3-4 năm nữa Để anh làm lụng tích cóp được tiền mua miếng đất nhà riêng cho vợ con dọn ra đỡ khổ Nghĩ đến tương lai sau này nên tôi đành cắn răng nhịn nhục Hai năm qua tôi cũng cứng cáp hơn Học cách trai sạn trước thái độ của mẹ chồng Mấy hôm trước nhà nội có đám dỗ to Tôi lại dậy từ 4 giờ sáng Để chợ búa nấu cỗ cùng các cô dì bác họ Mọi người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả Dạo này mẹ chồng mát tính không cả khịa nữa nên tôi cũng đỡ nhọc đầu. Mấy bà chị chồng thì thầm hỏi tôi có còn bị bắt nạt nữa hay không. Tôi cười khổ vì thấy ai cũng biết chuyện mình làm dâu đen đổi như thế nào. Tính tôi thì chẳng bao giờ vạch áo cho người xem lưng. Nên chỉ ẩm ờ cho qua chuyện. Buổi trưa tôi chỉ ăn được một tí là xong. Lại còng lưng dọn dẹp. Mọi người thương tôi mới đẻ con. Nên bảo để con Yến ngồi tráng bát cho nhẹ nhàng. Cơ mà nhẹ cũng bát đĩa ngập sân Tôi nhìn phải nản ra Nhưng vẫn sắn tay ngồi xuống Cố làm xong sớm còn về cho con bú Tráng được chừng ba chậu to Thì mỏi lưng quá Tôi ngồi dựa vào thành giếng nghỉ ngơi Thì chồng ở đâu phi ra ôm chậm cái Bảo anh trốn rượu mâm các cụ Để ra giúp vợ rửa bát Tôi sợ bị mẹ chồng chửi Nên vội xua anh vào nhà nhưng anh nhất quyết không nghe cứ bắt tôi ngồi yên để chồng phụ y như rằng hai vợ chồng mới nhìn nhau đắm đuối được ít phút thì mẹ chồng tôi xuất hiện bà chắp tay đứng sừng sững giữa sân quát to tướng khiến ai cũng giật nảy thằng minh mày làm gì đấy đàn ông phải vào tiếp chuyện hầu rượu các bác các chú ai cho phép ngồi đây tranh việc của đàn bà mẹ cứ kệ con con không thích rượu bia uống say xong mệt lắm nôn mửa rồi đau đầu Mẹ nói bé thôi không bố và các bác nghe thấy Con rửa bát phụ vợ xong bọn con về trước cho cu tí ăn sữa Đấy không phải việc của mày Rửa bát với cho con bú là việc con vợ mày phải làm Đứng lên ngay không tao đập cho trận đấy Dám cãi mẹ à Nhà đông người Mẹ đừng xúc phạm vợ con thế Cô ấy vừa mới đẻ xong còn yếu Con thương vợ con Thì có gì sai mà mẹ chửi À à Giờ mày nghĩ mày lớn nên ngồi lên đầu tao à Mày coi vợ to hơn mẹ đúng không Nó đẻ hai tháng rồi Ngày xưa tao đẻ mày xong Chuyết chết mà một tuần sau vẫn đứng dậy giặt rũ làm ruộng bình thường Mày cứ chiều vợ để nó láo nó lười ra hư hỏng Mẹ chồng đay nghiến câu nào là tôi nghẹt lòng câu đó Họ hàng xung quanh nín lặng ngay bà chống lạnh chửi đang xì xào thì bỗng dưng mẹ chồng tôi lao đến đổ cả chậu xà phòng lên người tôi ướt sũng tôi sốc quá ngã lăn ra đất mọi người súng vào can ngăn tách mẹ chồng tôi nóng tính tự dưng được gội đầu miễn phí tôi tủi thân khóc ỏa lên khiến chồng xót xa anh bế tôi chạy về nhà ngay lập tức tuyên bố từ mai sẽ dọn về ngoại không cho mẹ hành hạ con dâu thêm nữa đúng là khắc máu tanh lòng tôi khổ quá các mẹ ạ à. vâng thưa quý vị một câu chuyện người phụ nữ người con dâu đã chia sẻ lại câu chuyện của mình trên các trang mạng xã hội cũng như là trên báo chí về cuộc sống hôn nhân của mình gặp người mẹ chồng quá quắt, quá đáo để May mắn làm sao là cô gặp chồng cô Rất là yêu thương cô Anh ta biết Mẹ mình quá đáng với vợ mình Và anh ta Cũng lập tức tuyên bố Từ ngày mai sẽ dọn về ngoại Không ở lại Là nhà bên chồng nữa Sợ là mẹ chồng hạnh hạ Là vợ của anh ta Vâng, một câu chuyện đầy xót xa Mà người phụ nữ này Đã chia sẻ lại Và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe bình luận về câu chuyện này và tôi cũng rất chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian dài vừa qua lúc nào cũng luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến ủng hộ xây dựng cho kênh của tôi tôi cố gắng tiếp thu những ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt